ai cũng cần có quý nhân. Lý Gia Thành lập thành đại nghiệp, ông chủ Chờ Mây lập thành đại nghiệp. Chúng ta không thể vô tư đến mức gây cho những người xung quanh một sự tổn thương. Như vậy tương lai làm việc gì cũng sẽ không có người phò trợ. Từ phát ngôn trà sữa của Ý Nhi, ai cũng cần có quý nhân. Cuộc thi Hoa hậu Miss World Việt Nam 2023 đã khép lại, nhưng tân Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi vẫn đang trở thành tâm điểm bàn tán của cộng đồng mạng bởi những phát ngôn của mình dù chỉ mới đăng quang. Rải rác trong các phần trả lời câu hỏi xoay quanh cuộc thi và cả các buổi phỏng vấn hậu trường, Ý Nhi đã liên tục đưa ra những ý kiến dấy lên nhiều làn sóng gây tranh cãi. Thứ nhất là làn sóng phản đối về việc ban tổ chức trao vương miện cho cô. Thứ hai là làn sóng hội nhóm trên mạng xã hội đồng thanh chê cười vì những phát ngôn của cô. Thứ ba, báo chí trong nước liên tục chạy bài về câu chuyện của cô. Xa hơn là một trang báo Hàn Quốc cũng có nội dung về sự việc này. Bên trên là tóm lược một chút về diễn biến câu chuyện. Còn cách nhìn của tôi về vấn đề này như thế nào, chúng ta hãy cùng theo dõi. Cô Hoa hậu đậm chất con gái mới lớn. Theo nhìn nhận của tôi, vấn đề thực sự ở đây là danh hiệu Hoa hậu đã đến với Ý Nhi quá nhanh và cô cũng không ý thức được hiện mình đang tham gia một chương trình sắc đẹp cấp quốc gia và lúc này đây có rất nhiều cặp mắt đổ dồn vào cô và mọi điều cô nói. Khi điểm lại những phát ngôn của Ý Nhi, tôi thấy rằng đây là những phát ngôn của một cô gái mới lớn, có tính cách quá vô tư. Chúng ta biết rằng độ tuổi của cô thì không còn trẻ con nữa. Tuy nhiên, so với nhiều bạn trẻ ở độ tuổi này và nhất là một người có điều kiện tham dự cuộc thi sắc đẹp thì chắc hẳn cô vẫn còn nằm trong sự bảo trợ của gia đình. Do đó, tính cách và phát ngôn của cô phần lớn là nằm trong tư duy của một đứa trẻ vô tư và thích tạo điểm nhấn. Thực ra, nếu những phát ngôn của cô là lời thoại của một bộ phim Hàn Quốc nào đấy, có lẽ khán giả sẽ cảm thấy sự diễn xuất của cô diễn viên này đáng yêu và có cá tính. Tuy nhiên, đây lại là một cuộc thi, người ta kỳ vọng nhiều hơn ở các câu trả lời của một hoa hậu và nó phải tương xứng với danh vọng và hào quang mà cô đang có. Tôi có xem qua phần bình luận của anh Dưa Leo trong video Ý Nhi thi hoa hậu, không uống trà sữa là trưởng thành. Trong video này có bình luận về ý kiến của cô như sau. Nhưng con bé này nó tốt, nó thành hoa hậu rồi là nó khoe bạn trai liền. Đó là cái chuyện mà không phải một cô người mẫu nào, một cô hoa hậu nào cũng có thể làm được. Nhưng thay vì nó được khen vì chuyện đó thì rất nhiều người chửi nó vì một cái câu cắt đầu cắt đuôi. Nội dung này nói về phát ngôn bạn trai phải thay đổi để theo kịp tôi. Bình luận của anh Dư Leo khiến cho tôi cũng suy nghĩ hoàn toàn khác với những đoạn trích đã cắt xén trên các mặt báo. Thêm nữa là một phát ngôn khác đẩy dư luận lên cao trào. Đó là câu trả lời về những người nổi tiếng quê ở Bình Định. Trong một buổi trả lời phỏng vấn báo chí khi được yêu cầu kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định, tân Hoa hậu liền đáp: "Em, nhà thơ Hàn Mạc Tử và vua Quang Trung." Câu trả lời rõ ràng là kỳ cục, nhưng nó cho thấy một điều: người trả lời là một cô gái có cá tính mạnh. Trong các câu trả lời, cô không quá để tâm thể hiện trí tuệ của mình, mà chỉ đơn giản là thể hiện sự vô tư bốc đồng của một đứa trẻ. Rõ ràng, vấn đề ở đây không hẳn là ở Ý Nhi, mà là một vấn đề khác đáng lưu tâm hơn. Thứ nhất, ban giám khảo đã trao vương miện cho một đứa trẻ. Thứ hai, nó thể hiện mặt bằng chung của xã hội Việt Nam hiện nay. Trong các ứng viên hạt giống của cuộc thi sắc đẹp, không thể tìm ra được một người vừa có nhận thức vượt trên mặt bằng chung của giới trẻ, vừa có sắc đẹp tương xứng. Hay nói cách khác, đây là vấn đề của một nền giáo dục. Nhưng trong nội dung hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu nhiều hơn về phát ngôn đầu tiên sau khi đăng quang của Hoa hậu Ý Nhi. Thế hệ trà sữa. Trong một cuộc phỏng vấn sau khi đăng quang, Ý Nhi nói: "Trong khi bạn bè đồng trang lứa với tôi chỉ dành thời gian để ngủ, để chơi, để uống trà sữa, thì tôi đã tham dự cuộc thi Hoa hậu. Tôi nghĩ mình trưởng thành hơn các bạn. Khi mà các bạn vừa đi học vừa đi làm thì tôi đã là một hoa hậu. Từ giờ tôi sẽ giữ mình hơn để xứng đáng với cương vị của một hoa hậu." Theo cách nhìn của tôi, đây là một câu trả lời đáng tiếc, không chỉ gây tiếc nuối cho Ý Nhi mà còn cho cả một thế hệ.
Bởi vì sao lại nói như vậy? Bởi vì trong câu nói của Ý Nhi có hai mệnh đề mà chúng ta cần chú ý. Thứ nhất là hiện tượng những đứa trẻ của hôm nay đã hình thành một thứ văn hóa gọi là văn hóa trà sữa. Cuộc sống của những bạn trẻ hiện nay chỉ xoay quanh chiếc smartphone và những ly trà sữa. Thứ hai là Hoa hậu Ý Nhi cho rằng việc mình chiến thắng chính là thể hiện sự trưởng thành hơn các bạn xung quanh mình. Có một sự thật là, song song với sự cố hoa hậu trên thì công chúng đã sao lãng khỏi một sự kiện khác khá thú vị và đầy năng lượng tích cực. Đó là câu chuyện của bộ ba đã làm nên kỳ tích của Bên trong vỏ kén vàng, đạo diễn Phạm Thiên Ân, đạo diễn hình ảnh Đinh Duy Hưng và nhà sản xuất Trần Văn Thi. Họ là những người bạn lớn lên cùng nhau trong xóm đạo nhỏ vùng cao nguyên Việt Nam và cùng chia sẻ hào quang trên thảm đỏ Ken danh giá thế giới. Từ khi còn là những đứa trẻ, Phạm Thiên Ân và Đinh Duy Hưng là đôi bạn ở đối diện nhà nhau trong một xóm đạo vùng Lộc Phát thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Nhà của Trần Văn Thi thì cách đó khoảng 4 km. Tiệm internet nhà Hưng chính là nơi các cậu thiếu niên thời ấy tụ tập. Giống như bao đứa trẻ khác, họ chìm trong thế giới mê hoặc của trò chơi điện tử, rồi dần thân thiết từ những tháng ngày vô lo, chỉ biết học và chơi. Cả ba cùng nhau chọn ngành công nghệ thông tin bởi tin rằng kỹ thuật có thể giúp họ tạo ra thế giới của những giấc mơ, giống trò chơi điện tử và kỹ xảo ảo thuật mà họ ấp ủ thuở niên thiếu. Dòng đời đưa đẩy họ đến với nghề quay phóng sự cưới để kể câu chuyện hạnh phúc lứa đôi theo một cách rất riêng. Đó là một thứ gì đó kết hợp giữa kỹ thuật và nghệ thuật như cách Ân chia sẻ. Gần 30 năm từ khi còn là những đứa trẻ cho đến hôm nay, khi mỗi người đã có một cuộc sống riêng ở những thành phố khác nhau, họ vẫn giữ liên lạc để khi nhìn vào nhau, họ vẫn thấy đó là người bạn bên nhà, như cách mà họ cùng nhau bước lên thảm đỏ, chạm đến vinh quang tại liên hoan phim Ken danh giá. Đó là những nội dung được tôi trích dẫn từ bài viết Bên trong vỏ kén vàng, từ xóm đạo nơi cao nguyên đến thảm đỏ Ken danh giá. Điểm nhấn ở đây mà tôi muốn nói chính là con người ta để có thể làm được việc gì lớn lao, họ cần phải có những quý nhân cho mình. Thậm chí có những người thực sự quan trọng, đặc biệt đến nỗi mà tôi gọi đó là người bảo trợ cho giấc mơ của bạn. Cách chúng ta trân quý tình bạn, đó là cách chúng ta tạo ra những quý nhân. Nếu như chúng ta trân quý những người bạn của mình, thì lúc chúng ta thành công cũng chính là lúc chúng ta nghĩ tưởng về họ nhiều nhất. Cũng là lúc chúng ta cảm thấy biết ơn vì họ đã cùng đồng hành với chúng ta trên những chặng đường. Nếu bạn tìm hiểu về cuộc đời của những người thành công trên thế giới, đằng sau họ luôn có những vị quý nhân đã giúp đỡ họ vào lúc hàng vi khốn khó. Ví dụ như Lý Gia Thành, tỷ phú Hồng Kông, người giàu nhất châu Á. Ông thành công là nhờ sự giúp đỡ vô tư của người vợ từ khi ông còn là một kẻ nghèo khó. Trong một chuyến ghé thăm Đài Loan, tôi từng nghe người ta kể về cuộc đời của chủ tịch tập đoàn Chermay, Hứa Văn Long. Có thể bạn chưa nghe về Chermay, nhưng có thể bạn sẽ biết Viện Bảo tàng Kỳ Mỹ, một trong những viện bảo tàng mở cửa miễn phí để nuôi dưỡng ước mơ và bảo tồn văn hóa. Người ta nói rằng hồi nhỏ ông bỏ học đơn giản là vì ông không thích trường học. Về sau, ông được một quý nhân giúp đỡ hướng dẫn ông khởi nghiệp và bắt đầu từ một xưởng sản xuất ống nhựa PVC. Từ đó, xưởng sản xuất nhỏ ấy đã vươn lên thành một trong những tập đoàn vật liệu nhựa hàng đầu châu Á và dẫn đầu thế giới về đèn hình panel, thiết bị quan trọng nhất trong những chiếc TV LCD. Sau hơn 80 năm gây dựng sự nghiệp, ông Hứa quyết định tạo dựng Viện Bảo tàng Kỳ Mỹ, biến nó trở thành nơi sở hữu bộ sưu tập đặc sắc nhất thế giới, theo bình chọn của Forbes. Ông nói, xây dựng được bảo tàng này là nhận được từ xã hội và cũng đền đáp cho xã hội, làm cho mọi người vui thì tôi cũng sẽ vui, vì cảm thấy rằng ước mơ hồi nhỏ đã được thực hiện, thực lòng tôi rất biết ơn. Những câu chuyện như thế này không phải là hiếm. Điều đó nói lên rằng nếu một người khi đạt được một bước tiến nào đấy thì việc đầu tiên người ta nên nghĩ đến là những quý nhân đã từng phò trợ cho mình. Quay lại câu chuyện của Hoa hậu Ý Nhi, chuyện này phản ánh cho chúng ta thấy một sự thật. Văn hóa trà sữa và cuộc sống tràn ngập những nội dung giải trí vô bổ trên điện thoại thông minh, hay còn gọi là giải trí cho đến chết, đã khiến cho giới trẻ hoàn toàn lạc lối. Khi lòng cảm ơn đã không còn là phản xạ tự nhiên của một con người,
tương lai người đấy sẽ có lòng đạt được thành tựu to lớn trong cuộc sống.